Thanh đảo đẹp thật. Từ nhỏ em đã rất thích biển. Chỉ cần đi đến bờ biển, em liền cảm thấy rất hứng khởi. Sao mà em cứ cảm thấy hôm nay anh không được vui chút nào hết? Làm gì có, anh vui lắm chứ. Thật sao? Chúng ta thi chạy không? Được. Chạy thua rồi không được khóc nhè đâu đó. Còn chưa biết chắc ai sẽ khóc đâu. Được rồi. Chạy về bên đó nha. Nếu như anh thua, phạt anh hôm nay không được động phòng. Sao vậy? Anh sợ rồi hả? Ai sợ chứ? Nào, chuẩn bị, chạy. Anh bắt được em rồi. Thẩm Phương, xem em kìa, giày cũng không mang vào nữa. Nếu như để chân bị đâm phải thứ gì đó thì đau lắm. Sao vậy? Anh nói xem tại sao. Cô Gia, tôi mang trà đến cho cậu đi. Cô để ở đó đi. Vâng. Cô Gia và tiểu thư có gì dặn dò cứ nói, chúng tôi đứng chờ ở ngoài. Thẩm Phương, anh rót cho em tách trà nha. Như Đức Long, chúng ta nói chuyện đi. Được. Nói chuyện gì? Anh nói thật cho em biết đi. Có phải anh rất hối hận chuyện kết hôn với em hay không? Hối hận? Sao lại hối hận được chứ? Không hối hận thì lúc nãy tại sao anh lại như vậy hả? Em nói chuyện ở bãi biển hay sao? Nào, ngồi đó đi.
Thẩm Phương à, anh cũng không giấu em nữa. Có thể là vì chúng ta đến Thanh Đảo, trong đầu của anh cứ nhớ đến hình ảnh của Tố Vân. Tôn Tố Vân. Đúng. Anh còn nói là anh không hối hận nữa. Anh thật sự không hối hận mà. Thẩm Phương, có thể là em không biết, nhưng Đức Long anh cưới được em là chuyện hạnh phúc nhất cả đời của anh. Từ nhỏ anh đã thích em, từ trước tới giờ đều là như vậy, và mãi mãi cũng là như vậy thôi. Mặc dù lúc chúng ta chia tay, chúng ta vẫn còn rất nhỏ, mặc dù anh không biết em ở đâu, nhưng mà anh vẫn luôn nhớ những lời em nói, luôn luôn tin tưởng em sẽ quay lại với anh. Em nói xem, anh như vậy là hối hận sao? Nhưng mà anh vẫn cưới Tôn Tố Vân. Anh không hề muốn cưới Tôn Tố Vân. Mặc dù cùng sống tại trấn Dương Gia, nhưng mà hai người bọn anh không có tiếp xúc nhiều. Chỉ trừ một lần, anh cùng bạn vào quán của cô ấy ăn cơm, nói chuyện vài câu, chỉ vậy thôi. Còn không nói chuyện riêng với nhau nữa mà. Hai người bọn anh mang danh nghĩa vợ chồng, nhưng lại không có tình cảm. Mấy năm xa nhà, anh thường nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ em gái của anh, nhớ em. Nhưng rất ít khi anh nhớ đến cô ấy. Thậm chí đến hình dáng của cô ấy thế nào anh cũng không nhớ nữa mà. Nhưng mà dù gì cô ấy cũng là ân nhân của nhà anh. Một người tốt như vậy lại bị Dương Đức Long anh làm cho tức tối bỏ nhà ra đi. Chính là anh khiến cho ân nhân của mình tức tối bỏ nhà ra đi. Anh nghe nói cô ấy đến Thanh Đảo, chính là nơi hai chúng ta đang hạnh phúc vui vẻ. Anh phái người đi kiếm, anh phái hết người này đến người khác đi tìm cô ấy, nhưng mà vẫn tìm không ra. Anh không biết người này hiện giờ sống thế nào. Em nói xem, trong lòng anh có thể là không khó chịu hay sao? Trong lòng của anh có thể không hổ thẹn sao? Chính anh là người đã ruồng bỏ cô ấy. Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà trong lòng của anh vẫn còn có một người khác. Natasha, em nói bậy gì nữa vậy? Đúng vậy, anh và Natasha là bạn thân nhất của nhau. Nhưng bọn anh thật sự không có gì hết. Không phải như em nghĩ đâu, bọn anh trong sạch. Đúng vậy, trước kia thì bọn anh trong sạch, đó là vì anh có thể lựa chọn. Nhưng mà kết hôn rồi sẽ khác. Đàn ông đều như vậy hết. Có được rồi sẽ không biết trân trọng nữa. Thứ không có được ngược lại sẽ thành bảo bối, đúng hay không? Sao em lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy chứ? Tại sao em lại không thể nói ra những lời này? Em cũng là phụ nữ mà. Nhưng mà em không nên trở thành một người phụ nữ hèn mặt như vậy. Em có tin hai người chúng tôi trong sạch hay không? Tất nhiên là trong sạch rồi. Không phải là em dựng chuyện để nói. Em có chứng cứ mà. Chứng cứ gì? Được. Thẩm Phương, hôm nay em nói cho anh biết, em có chứng cứ gì đi? Lúc lên tàu, Natasha có đưa cho anh một bức thư, trong đó viết những gì chứ? Anh xem xong rồi cứ buồn bực không vui đến giờ. Thư. Thư đâu? Đợi đó, để anh lấy cái chứng cứ đó ra cho em coi. Thư. Em đúng là ghen tu tới mù quáng rồi. Bức thư này đúng không? Có đúng không? Anh sẽ mở nó ra trước mặt của em luôn. Anh sẽ để cho em xem. Anh đọc cho em nghe luôn. Ông chủ Dương, tôi bắt gặp được bà chủ Tôn trong Di Xuân Diện ở Thanh Đảo. Di Xuân Diện. Tối chân bị bán vào nghỉ viện rồi hay sao? Sao lại như vậy chứ?
Anh muốn đi đâu? Anh phải đi cứu cô ấy. Dương Đức Long, anh đứng lại cho em. Nếu như hôm nay anh bước ra khỏi căn phòng này nửa bước, sau này đừng quay lại tìm em nữa. Cô Gia, cậu không thể để cho Tiểu Thư ở lại đây một mình. Đừng có cản anh ấy. Thẩm Phương à, xin em để cho anh đi cứu cô ấy đi. Cô ấy là ân nhân của anh mà. Dừng lại đi. Là Tố Vân. Đức Long à, nếu như em đồng ý giúp anh cứu Tôn Tố Vân, sau khi anh đến đây làm gì, làm thế nào, anh đều phải nghe theo em. Được, anh nghe theo em.